Xin chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý thính giả, nền văn hóa Việt Nam được vun đắp qua hàng nghìn năm lịch sử đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, là nguồn lực to lớn góp phần tạo nên những thắng lợi vĩ đại trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, Đảng ta đã kế thừa và phát huy sáng tạo những điểm cốt lõi của bản đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, góp phần thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững. Trong chuyên mục hôm nay, tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết Tầm nhìn sâu rộng của đảng trong đề cương về văn hóa Việt Nam, bài viết được đăng trên báo nhìn dân.vn. Thưa quý vị, bởi vì bối cảnh ra đời của bản đề cương này là vào đầu những năm 40 của thế kỷ 20, khi chủ nghĩa phát xít bắt đầu mở rộng chiến tranh. Từ năm 1941 đến năm 1943, phát xít Nhật đã chính thức nhảy vào Đông Dương và Việt Nam để tranh giành ảnh hưởng với thực dân Pháp. Nhân dân Việt Nam khi ấy chịu cùng lúc một cổ ba trồng, thực dân Pháp, phát xít Nhật và chế độ phong kiến thuộc địa. Cả về kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa đều chìm trong tình trạng nô dịch. Người dân lao động bị bóc lột, bị áp đặt chính sách ngu dân nên hơn 95% dân số mù chữ, đời sống tinh thần hết sức nghèo nàn, bị đầu độc bởi văn hóa thực dân và phát xít. Thời điểm ấy, Đảng ta nhận thức rằng không thể làm cách mạng chính trị mà không quan tâm tới cách mạng văn hóa. Phải làm thế nào để khơi dậy động lực phát triển của dân tộc tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự cường và thức tỉnh tinh thần dân tộc lên một tầm cao mới? Giá trị thời đại của đề cương đã kết tinh những tư tưởng cốt lõi, cơ bản của văn hóa, đó là văn hóa là một mặt trận, đảng lãnh đạo văn hóa, phương châm vận động của văn hóa. Những giá trị ấy được khẳng định không chỉ trong cách mạng tháng 8, mà còn tiếp tục trong 9 năm kháng chiến trường kỳ, các binh chủng văn hóa của chúng ta đã được tập hợp lại, văn chương, nghệ thuật, báo chí, đội ngũ trí thức khoa học, sẵn sàng từ bỏ tất cả những danh vọng, lợi ích cá nhân, để đi theo cách mạng theo tiếng gọi của lương tri, của tổ quốc của nhân dân, vì chính nghĩa của dân tộc, vì khát vọng giải phóng dân tộc. Khi bước vào thời kỳ hòa bình ở miền Bắc, rồi bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tư tưởng của bản đề cương vẫn tiếp tục soi rọi và được thể hiện trong các văn kiện đại hội đảng. Đặc biệt, Nghị quyết Trung ương năm khóa 87 năm 1998 là một văn kiện mang tầm chiến lược ở thời kỳ mới về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Ở đây có sự kế thừa từ đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943. Nhìn lại quá trình lãnh đạo văn hóa của đảng ta có thể thấy chúng ta đã xử lý rất khéo léo mối quan hệ giữa chính trị, kinh tế và văn hóa. Đất nước càng phát triển thì càng phải giải quyết bài toán văn hóa. Trong đó đặc biệt quan tâm vấn đề xây dựng con người, chống sự tha quá về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Nghị quyết hội nghị trung ương chính, khóa 11 đảng ta đã đưa ra quan điểm, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội đề cương đã nhấn mạnh ba nguyên tắc cũng là ba phương châm vận động văn hóa dân tộc hóa là phải khẳng định lại các giá trị trong truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc quá trình lịch sử của dân tộc ta đã xây dựng được các giá trị văn hóa bao gồm giá trị vật chất và giá trị tinh thần là hồn cốt của dân tộc đồng thời phải bảo vệ các giá trị ấy trước những sóng gió của thời đại đây là tinh thần độc lập dân tộc từ bài thơ thần của lý thường kiệt đến ý chí chống xâm lược của nhà trần của lê lợi nguyễn trái nguyễn huệ cho đến thời đại hồ chí minh là ý chí không có gì quý hơn độc lập tự do yêu nước phải gắn liền với yêu truyền thống văn hóa dân tộc mà các giá trị văn hóa dân tộc là khởi điểm của tinh thần yêu nước ước bất cứ một dân tộc nào nếu bị mất ký ức thì dân tộc ấy sẽ diệt vong cho nên truyền thống văn hóa chính là bộ gian di truyền của dân tộc bộ gian di truyền này được tiếp nối được bổ sung qua các thế hệ nếu mất đi bộ gian di truyền này thì dân tộc đó sẽ thoái quá dân tộc quá vì thế đã chạm được vào trái tim của mọi người dân cũng như khẳng định tinh thần quật khởi của dân tộc tinh thần dân tộc ý thức dân tộc lợi ích quốc gia dân tộc phải thắm vào trong lĩnh vực văn hóa đảng ta khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển bền vững đất nước nhấn mạnh văn hóa là nguồn lực nội sinh của dân tộc có vai trò quyết định đối với sự phát triển của dân tộc đây là tư tưởng rất lớn nguồn lực nội sinh ở đây chính là tinh thần dân tộc ý thức dân tộc tinh thần tự cường dân tộc đã kết tinh ở văn hóa khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội thì phải đầu tư cho văn hóa một cách tương xứng, phải xây dựng một nền kinh tế nhân văn vì con người và chống lại sự suy thoái của con người. Trong bối cảnh hiện nay, phải tập trung xây dựng hệ giá trị quốc gia để làm điểm tựa khai thác sức mạnh đoàn kết của dân tộc, hướng vào phục vụ cho việc thực hiện mục tiêu của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa con người Việt Nam. Làm sao để có môi trường văn hóa nhân văn, nhân bản, nhân ái trong xã hội ngày nay? con người ai cũng muốn thành đạt nhưng thành đạt phải theo các không gây phương hại cho xã hội những giá trị về con người giá trị gia đình giá trị văn hóa giá trị quốc gia phải tạo thành một thể thống nhất đảng ta đã có chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ đặc biệt là cán bộ cao cấp trước hết là quy định về nêu gương đây là điểm hết sức cơ bản khi chấn chỉnh được thì sẽ tạo ra sức mạnh rất to lớn lòng tin của người dân sẽ được củng cố từ đó đảng và nhà nước khai thác được động lực tinh thần của nhân dân để cùng đồng lòng dấn thân cống hiến cho sự phát triển bền vững đất nước quý vị thân mến. Quý vị vừa nghe nội dung bài viết tầm nhìn sâu rộng của đảng trong đề cương về văn hóa Việt Nam, bài viết được đăng trên tạp chí tuyên giáo.vn. Chuyên mục trợ lý áo điểm báo 18 giờ 15 phút hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong chuyên mục trợ lý áo điểm báo lúc 18 giờ 15 phút ngày mai, 26 tháng 2, năm 2023. Thân mến chào tạm biệt.